Có người đã từng nói là kỷ niệm nó cũng giống như là thanh âm của một bản nhạc. Khi chúng ta chạm vào thì có những thanh âm trong trẻo, có những thanh âm đi vào lòng người, có những thanh âm bay bổng, có những thanh âm nhẹ nhàng. Và tất cả 45 gương mặt của 12A2 của tôi đều là những cái thanh âm mà có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Và hy vọng rằng tất cả mọi kỷ niệm đều là những kỷ niệm đẹp nhất để những ngày tháng thanh xuân của 12A2 với 3 năm học ở trường học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong luôn luôn là hành trang đáng nhớ nhất, để mỗi khi nói lại, mỗi khi chạm vào những cái thanh âm trong trẻo đó, chúng ta đều rưng rưng cảm xúc như cảm xúc có được trong ngày hôm nay. Cảm ơn cả lớp, cảm ơn các bậc phụ huynh. I love you. You then too. It don't matter when, don't matter why. Every day and night, baby, all the time. You're in my heart, you're on my mind. I don't even try. You are the one I love. You are the one I love. You are the one I love. Yeah, you are the one I love. Your hair. I'm listening as you talk. Just glad I'm there. It don't matter when, don't matter why. Every day and night, baby, all the time. You're in my heart, you're on my mind. I don't even try. Dành cho người mẹ thuộc tuyệt vời của con, cũng đã một năm rời cô nhỉ. Làm nhiều cảm xúc, nhiều chuyện qua. Gần có cô không ngừng không nghỉ lo lắng tận tâm suốt cả ngày. Sâu trong tâm thẳng có tâm rõ, lòng con mến mộ cô nhiều nhiều. Kỷ niệm đong đầy luôn nhắc nhở con yêu cô, mẹ tuyệt vời của con. Nhân ngày tri ân con cũng muốn gửi tới cô những lời chúc thân thương. Cô mãi trẻ, mãi khỏe, mãi đẹp, mãi mãi là idol tỏa sáng. U ơi, dịu dàng đầm ấm nhẹ nhàng, trẻ trung năng động hết lòng vì con. Người nhiều lo lắng cũng nhiều, đến đây ai cũng biết là nói ai. U hạnh dạy toán tận tình, đầu thị hàm số nguyên hàm tích phân. Giảng dễ hiểu, nói dễ nghe, u truyền cảm hứng cho nhiều các con. Dưng dưng cảm xúc ngập ngùi, cảm ơn u đã hết lòng chăm lo. Bận tâm đến mấy cũng cho, con xin thứ lỗi đã phiền lòng u. Thời gian còn lại bên nhau, con U củng cố đong đầy yêu thương. Tâm trạng của một giáo viên khi mà phải chia tay các em ở những cái ngày cuối thì với bất kỳ một giáo viên nào cũng rất là khó khăn, và với tôi thì còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Vì thông thường thì khi đã gắn bó, cảm giác chia xa sẽ là thứ mất mát. Thế nhưng thực sự là chưa có cảm xúc nào mình cảm thấy bất ngờ và xúc động như chương trình hôm nay. Và quả thực là cô cảm thấy được cái sự trân trọng. Thế không có cái gì hơn là lời chúc cả lớp quyết tâm để đến cuối năm đạt kết quả thật cao, để mang lại niềm vui cho gia đình và các thầy cô. Để
I'm going back.